Vô thì 2.6 của HR ha. Và chúng ta có nhân vật mới cũng như là rerun những nhân vật cũ cực kỳ mạnh luôn, đó chính là Acheron và Aventurine. Cho nên là hôm nay mình ở đây để mình đưa ra một số lời khuyên, gọi là lời khuyên, không phải là, cũng không hẳn là lời khuyên, và kiểu như là các ý kiến của mình về hai cái banner lần này, cũng như là chúng ta nên roll banner nào để mà nhận được nhiều lợi ích nhất tới hiện tại trong cái phiên bản 2.6 này cho cả người cũ lẫn người mới luôn ha. Thì nhưng mà trước khi vào video thì mọi người có thể ủng hộ mình nếu mà mọi người thích những cái content này bằng cách like, subscribe và ấn vào nút chuông, hay là ủng hộ WeWoo Game dưới phần mô tả video nhé. Ở đối đầu banner này thì chúng ta có đó chính là Đan Hèn, Ẩm Nguyệt, Đan Hèn, Ẩm Nguyệt ha. Đây, Đan Hèn, Ẩm Nguyệt và Rappa, nhân vật mới của chúng ta. Ở 4 sao thì chúng ta có Lynx là một nhân vật gọi là miễn phí. Nếu mà mọi người chơi đủ tốt cái vũ trụ cái kể chuyện hư cấu. Teji là một nhân vật 4 sao theo mình đánh giá khá là mạnh, và Yukong là một nhân vật hòa hợp. Tuy là mình không có đánh giá cao Yukong cho lắm, nhưng mà cô ấy cũng không phải là một nhân vật yếu mà mọi người cũng có thể sử dụng nếu mà mọi người đang thiếu hòa hợp ha. Ok, thì vũ khí thì riêng vũ khí thì chúng ta chắc chắn có trấn của Rappa và trấn của Đan Hen. Cùng với đó là một cây 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 này là cây trụ phú mới. Nhưng theo theo những gì người ta đang nói thì đây là có vẻ là một cây khá là tốt về Galanger, nhưng mà nó cũng không có thật sự cần thiết cho lắm, bởi vì cơ bản là mọi người biết là Galanger sử dụng cây free mà, đúng không? Có nguyên cái cây đổi được của Galanger ở trong trong shop rồi, cho nên là cái cây này thực sự nó cũng không cần thiết lắm. Có vẻ như nó cũng có thể tạo ra cho Liên Xa cũng có thể ha. Cây này của Sinh Tây thì cũng một cây không 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 tệ, nhưng mà mình đang chưa có nhân vật nào sử dụng cho thấy ha. Còn cái cây này thì cái vũ khí lần này, banner vũ khí thì trừ cái cây mới ra thì mình thấy là nó cũng không có phải là banner gì đặc biệt cho lắm. Cái cá nhân mình là vậy. Nhưng mà nhân vật ở nửa đầu liệu có đáng roll hay không? Nói qua một chút về Rappa thì cô ấy là một tri thức số ảo, có một cái khả năng phá điểm yếu, không cần gọi là phá cái thanh sức bền mà không cần điểm yếu, khá là giống với Acheron á. Nhưng mà theo những cái gì mà chúng ta thấy trong cái trailer rồi cái cách chơi của cô ấy thì cô ấy phá không có quá là nhiều ha mọi người. So với một nhân vật đang gọi là cần để phá điểm yếu á, theo những cái kit mà mình được leak cho biết á, thì thì Rappa sẽ đi theo hơi hướng break một xí xíu. Nhưng mà với một break mà nó theo cái kiểu là nó phá không quá nhanh, và nó cũng không có gắn điểm yếu, hay là nó cũng không có phá cái gọi là nó xuyên kháng nó nhanh kiểu kiểu hiện tại, thì Rappa mình thấy là nó cũng không có quá là đáng roll thôi mọi người. Riêng riêng mình thì thấy như vậy. Cộng thêm một cái nữa là nhân vật tri thức thì thường được dùng để đi vũ trụ một được gọi đi kể hiện hư cấu là chính. Nhưng mà vấn đề là chúng ta đã có Himeko và Herta là hai nhân vật đi kể chuyện hư cấu quá mạnh rồi. Giờ mà muốn là tăng sức mạnh cho cái kể chuyện hư cấu thì chúng ta cũng có thêm là chị Jay. Đó, cho nên là hiện tại theo mình đánh giá thì Rappa không quá là cần thiết ha. Đó. Nhưng mà nếu mà những cái bạn nào mới chơi thì gọi là gì đang thiếu nhân vật á, như thiếu nhân vật tri thức để mà đi kể chuyện hư cấu, mà nếu mà bạn mọi người đã đủ cái sức mạnh để đi kể chuyện hư cấu rồi mà đang thiếu nhân vật tri thức á và không có đi bét á, thì mình nghĩ là mọi người cũng có thể roll được. Nhưng mà vấn đề là ở đằng sau lưng, nửa sau chúng ta là có Acheron đó, mọi người thấy Acheron này thì nó cũng là một cái câu chuyện đã khá là đáng nói à, lát mình nữa mình sẽ nói sau. Còn riêng đây hàng IL thì là một nhân vật khá là cũ, rất cũ rồi. Cơ bản là cái lời khuyên đơn giản nhất của mình về IL hiện tại gọi là khó chơi, đúng không? Bởi vì anh ấy quá tốn chiến kỹ đi. Một là mọi người phải chơi với những nhân vật cực kỳ dương chiến kỹ luôn, cực kỳ dương chiến kỹ, ví dụ là Tinh Jun rồi nhân vật có thể tự tạo chiến kỹ như Hanja, rồi Hua Hua rồi các thứ tùm lum tà la, thì may gì chơi được anh ấy. Hai là mọi người bắt buộc phải có Sparkle ở trong đội hình thì mới có thể tối ưu được sức mạnh của Đan Hèn. Còn những người mà nói gọi là khá là cay nghiệt á, có nghĩa là không có xuất cồ thì không chơi được rồi đang hèn luôn ha. Cho nên là mọi người nên lưu ý khi chơi chơi anh đang hèn, bởi vì nó có một cái hơi khó nói bởi ở trong cái lối chơi, vì bởi vì nhân vật khá là cũ cộng với lại cái lối chơi khá là tốn chiến kỹ, cho nên là mọi người nên cân nhắc ha, nên cân nhắc. Nhưng mà banner 4 sao lẫn 5 sao hiện tại lần này riêng mình đánh giá là nó không quá là đáng roll cho lắm ở nửa đầu. Cho nên là nếu mà cá nhân mình đánh giá thì mình sẽ không khuyên mọi người roll ở nửa đầu ha.
mà sẽ tập trung vào nửa sau, đó chính là banner rerun của chúng ta. Đây, banner rerun của chúng ta là một banner khá là hủy diệt với Acheron. Hiện tại vẫn là nhân vật DPS gọi là top đầu của meta hiện tại ha, kể cả C0, C1, C2 gì đó. Và đi với Acheron chúng ta cũng đi theo cả hai nhân vật hư vô, đó chính là Pela và Sampo. Thì nếu mà mọi người chơi cũ rồi thì chắc chắn là mọi người đã có Pela cộng với một nhân vật hư vô khác, hoặc là mọi người đang có nhắm tới lại Acheron E2 để mà chỉ đi với một mình Pela hoặc một nhân vật hư vô để mà chơi gọi là tối ưu hóa đội hình á, thì chắc chắn là mọi người nên roll Acheron ha. Để chắc chắn luôn á, mới chơi nó cũng sẽ rất là đáng roll của Acheron, bởi vì cô ấy là một DPS cực kỳ mạnh, cộng với việc là banner của cô ấy đi chung với cả Sampo lẫn Pela là hai nhân vật hư vô. Rồi nó không phải riêng Sampo thì nó không phải là quá hoàn hảo với bộ kỹ năng của Acheron, nhưng mà anh ấy vẫn có gắn điểm yếu, cho nên là về lý thuyết thì Sampo vẫn sẽ đi được với lại Acheron. Và nếu mà mọi người đã không có gì thì chắc chắn là mọi người nên tận dụng tốt nhất mọi gì, những gì mà chúng ta có, đúng không? Mà cả Sampo lẫn Pela đều có sẵn thì tội gì không sử dụng. Yeah, thế đó là cá nhân của mình như vậy ha. Đó, và Acheron cũng có cái lợi ích khác, đó chính là lợi ích DMAP nữa. Thì nếu mà mọi người đã là newbie á, thì những cái mà mình để ý khi với newbie á là rất là thiếu tài nguyên, đặc biệt là credit này, rồi nguyên liệu quái cũng thiếu này, tất cả mọi thứ cũng thiếu. Và một cái cách cho những bạn free to play DMAP cực kỳ lẻ chính là mọi người mua một đống cái thuốc hồi chiến kỹ ở Senzolufu và mọi người spam Acheron đi hết map luôn. Đó, cái đó là một cái cách vừa cộng credit nha, nếu mà so với cái tiền mua cái nguyên liệu để làm cái đó. Và nói chung là so cái thứ đó, nó vẫn cộng credit cho mọi người, và nó cũng cộng rất nhiều cái nguyên liệu mà quái cho mọi người có thể nâng cấp nhân vật luôn. Đó, và nó cũng cộng cái ESP nữa nha. Đó, nó cũng cộng cái ESP luôn nha. Và cái đó cũng là một thứ cực kỳ thiếu đối với những bạn mới và những bạn free to play. Cho nên là Acheron là một nhân vật cực kỳ đáng roll cực đối với những newbie, và nếu những bạn đang muốn có một nhân vật mạnh để đi cái tình trạng end game, và cô ấy chắc sẽ là một lựa chọn không có hối hận đối với mọi người đâu. Cái banner vũ khí của Acheron thì đi với lại cái cây điệu van thì phải, mình nhớ tên là điệu van, thì nó cơ bản là nó là cây mạnh nhì sau trấn của Acheron rồi ha. Cho nên là nếu mà roll mọi người gọi là không có dư dả quá, và nhưng mà mọi người cũng đang không có vũ khí nào giả cây đông, thì mọi người có thể roll một vài roll để coi, nếu mà kiếm được cái cây này thì tốt, còn không thì mọi người có thể cầm đỡ bất kỳ cái cây nào mà 4 sao hư vô cũng được ha. Nói chung cầm đỡ cho nó qua tạm thì Acheron vẫn có để đi không quá là tệ. Tuy là nhân vật cực kỳ có lợi về rất nhiều mặt, cả DPS lẫn DMAP lẫn gọi là tài nguyên, rồi cũng team cũng khá là free to play và có sẵn trong banner, vũ khí cũng có sẵn trong banner. Nhưng á, có một nhân vật cũng là đi chung banner, đó chính là Aventurine. Thì cái vấn đề của Aventurine á, cả Acheron lẫn Aventurine lần trước cả hai cũng đi chung một đứa nữa đầu, đứa nữa sau, lần này thì lại đi chung banner. Có một cái vấn đề mà mình thấy á, là Aventurine cũng là một con cực kỳ đáng roll đối với những bạn free to play và những bạn mới chơi nha. Late game thì có thể không cần, bởi vì mọi người có Phú Xuân, mọi người có các thứ Lucha các thứ thì maybe có thể mọi người không cần lắm, hay là có Liên Xa đi nữa thì có thể mọi người không quá cần thiết với là Aventurine. Nhưng mà những bạn mới chơi lẫn những cái bạn mà gọi là free to play á, lại cũng rất là đáng roll của Aventurine. Thì mình kể một cái vài điểm tốt của Aventurine ha. Thì với Aventurine thì mọi người chắc chắn một team của mọi người á sẽ không bao giờ chết nếu mà mọi người build Aventurine ổn và luôn luôn dương chiến kỹ ha. Aventurine gần như là không cần phải refresh shield, trừ khi mà cái đam của đối thủ quá là tốt, và hoặc là mọi người đang build chưa ổn, lúc đó anh ấy mới cần dùng E để mà có thể sử dụng lại cái khiên của mình thôi. Và lại gần như cái khiên nội tại là đã quá đủ với Aventurine nếu mà mọi người build tốt rồi. Cho nên là đó, đây là một nhân vật cực kỳ tốt đối với lại gì. Rồi đối với team theo sau thì chắc chắn Aventurine là một nhân vật tốt rồi ha. Cộng với việc á, là đam, còn đây là hiện tại là con bảo hộ có sát thương to thứ nhì sau Liên Xa nếu mà không có chơi, nếu mà chơi break ha. Và cái vấn đề là ông Aventurine thì ổng nhét bất kỳ team nào cũng có thể chơi được, làm slot thứ tư là slot bảo hộ cho mọi người luôn. À, cái điều đó cũng khá là tốt. Nhưng mà tại sao mình lại nói là cần cho free to play với lại các thứ? Cơ bản thì không phải là một phần là cũng vì cái sự bất tử đó của ổng, mà nó là tạo lên một cái lợi thế đặc biệt đối với lại những bạn mới chơi và free to play ha. Đó là tại sao? Đó là ở những cái content endgame mà vĩnh viễn, đó chính là vũ trụ mô phỏng, bạn máy móc nè,
thảm họa nàng côn trùng nè, vũ trụ xây phân nè, đấy đấy là nơi mà Aventurine sẽ tỏa sáng cực kỳ đáng sợ, bởi vì do cái lượng siêu quá dồi dào và cái lượng tạo lại quá dồi dào của ổng, thì mọi người chỉ gọi là gì, hồi trước lúc mà mình newbie á thì lý do mà mình có thể qua content endgame nhanh á, lúc đó chưa có Aventurine nha. Và nhưng mà lý do mà mình qua được content endgame nhanh nó chính là bởi vì mình có gear bạc. Thì lúc đó là gear bạc nó cũng nó gọi là bản 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 trước của Aventurine ha. Đó thì gear bạc mọi người vô vô vũ trụ mô vũ trụ mô phỏng nè, vũ trụ xây phân, thì mọi người đè búp 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 giúp cho mọi người nạp nè, rồi giúp cho mọi người có thể phản chấn. Đó, cái búp phản chấn của đám bảo hộ là một cái búp cực kỳ lỗi, và nó sẽ giúp cho cái mọi người có thể đi được cực kỳ tốt cái content của vũ trụ mô phỏng, và từ đó thì mọi người có thêm đá, và nếu mà mọi người đã có thêm đá thì chắc chắn mọi người có thể roll được nhiều nhân vật hơn ha. Đó, và Aventurine là bản nâng cấp của game bạc, đồng nghĩa với việc là Aventurine nó lại còn dễ chơi, dễ trúng thưởng hơn cả game bạc ở trong vũ trụ mô phỏng nữa. Cho nên là Aventurine vừa có thể đi cả ba content, Acheron cũng là một con đi được ba content, cho nên là cái này là một cái lựa chọn hơi khó đối với mọi người ha. Nếu mà cái lời khuyên của mình, nếu mà lời khuyên của mình thì hai đứa là 1-9 1-10 luôn á, theo nghĩa đen, cho nên là mình đang khá là khó chọn. Cho nên là cái này là tùy thuộc vào mọi người thôi. Nếu mà mọi người đã nghe theo mình mà chọn nửa sau rồi á, thì giờ mọi người đang thiếu cái nào? Mọi người đang thiếu một nhân vật có thể giúp cho mọi người sống sót một cách ổn định. Đó chính là thì mọi người chọn Aventurine. Còn nếu mà mọi người đang thiếu một nhân vật gây đam mạnh mẽ thì mọi người có thể chọn Acheron. Hoặc là nếu mà mọi người coi những cái lợi ích hồi nãy đó, của mình á, thì ví dụ như mọi người đi vũ trụ mô phỏng rồi, thì gọi là mọi người đã ổn định cái vụ vũ trụ mô phỏng, mọi người biết chọn búp, mọi người biết các thứ rồi á, thì mọi người có thể suy nghĩ chơi Acheron hơn là chơi Aventurine. Hoặc là còn nếu mà mọi người đang quá thiếu tài nguyên theo kiểu thiếu ESP nhân vật, thiếu credit nè, thiếu nguyên liệu quái, thì mọi người lại có thể chọn Acheron. Đó là cái qua lại thôi, và cái đó là tùy vào việc mọi người chọn ha. Ok, đó là lời khuyên của mình ha. Rồi mọi người chọn rồi sẽ mọi người sẽ chọn roll nhân vật nào 2.6 lần này đây, hay là mọi người skip luôn và đợi cho 2.7 để roll những nhân vật mới, đó chính là Thiên Nhun năm sau, và hay là Sunday, hay là mọi người hãy cho mình biết cái ý kiến của mọi người ở trong phần bình luận ha. Và nếu mà mọi người thích những content này thì mọi người hãy cho mình một like, một subscribe và ấn vào nút chuông để ủng hộ thêm để mình có thể làm những content như thế này nữa, và hãy ủng hộ WeBull Game ở dưới phần mô tả của video nhé. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Bye bye.